Thì muốn tư vấn thêm cái dịch vụ phun chân mày đúng không? Theo như em quan sát cái cặp chân mày thì lông có cái phần cần có nhiều thì nó lại không có nhiều, mà cái phần không cần có nhiều thì nó lại hơi nhiều một tí. Đi những cái sợi lông chân mày dư ra ở cái phần eo. Tới nguyên tắc là eo nó phải có cái độ uốn eo một cái xíu, nó phải hơi nhỏ nhỏ một cái xíu chứ không có thể mà to bự được. Mà phần đầu nó phải to nhất này, nó nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần ra đuôi. Đúng không? Theo đúng nguyên tắc là 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi phối màu thì lấy cái màu mực y chang như màu của sợi lông để phối vào cho nó hòa quyện, những màu mực với màu lông nó ăn rơ vào với nhau. Phần đuôi sẽ phối đậm nhất, nhạt dần lại phần đầu mờ mờ mất đi, nhưng vẫn phải đảm bảo là phần giữa đậm nhạt dần lan tỏa ra hai bên khung dáng để nhìn vào thấy dáng trên mày đẹp, nhưng không được thấy khung thấy viền trên mày. Bên em sẽ tôn trọng những cái sợi lông trên mày đang vốn có của chị nằm ở khung xương cái đó, em sẽ uốn theo, em không cố tình bẻ cho nó cụp tóc xuống hay là bẻ cho nó cao xách lên hay là bẻ cho nó cong là không có. Mà khung xương trên mày của mình ở đâu như thế nào thì mình phải tôn trọng vào cái khung xương đó để mình làm kiểu thức thanh niên. Vậy thì mình lại càng phải làm phong cách tự nhiên để những lúc mình ở nhà để mặc một cái chồng với con nó hài hòa. Ngoài trừ những lúc mà mình cần cái sự cá tính mình trang điểm thì mình vẽ thêm tí đỉnh, vẽ thêm tí đuôi cho nó bay ra cao hơn, dài hơn, to hơn. Cái chi phí khung xương mày đang giảm còn 900.000 đồng đó chị. Em thấy bên này chị tìm hiểu giá rồi, thấy mọi người làm ok. Cái mày thì chị quá yên tâm rồi. Kim nước chạm nhẹ như bay trên bề mặt da thôi, chứ không có đi sâu kim nên không cái mức độ khó chịu đau đớn trong quá trình làm không có. Nhanh nữa làm tổng khoảng 30 phút là xong rồi. Rồi ok chị đi yên tâm nha. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, từ cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp, máy móc tiên tiến hiện đại, đội ngũ nhân viên, y tá, bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, Mai Sa đã làm đẹp thành công cho hàng triệu khách hàng. Nếu các chị em muốn sở hữu cặp chân mày đẹp vạn người mê xuất sắc như thế này á thì hãy nhanh chân tới Mai Sa chi nhánh gần nhất để làm đẹp thả ga mà hoàn toàn không lo về giá. Hàng hiệu, giá bình dân, Mai Lisa đến là đẹp.